Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn tin học lớp 7. Sau đây là nội dung ôn tập. Hình thức kiểm tra sẽ là tự luận, thời gian 45 phút. Nội dung kiểm tra gồm có chủ đề A, máy tính cộng đồng, em sẽ gồm có 6 bài. Bài 1, thiết bị vào ra cơ bản của máy tính cá nhân. Bài 2, các thiết bị vào ra. Bài 3, thực hành với các thiết bị vào ra. Bài 4, một số chức năng của hệ điều hành. Bài 5, thực hành khám phá trình quản lý hệ thống tệp. Bài 6, thực hành thao tác với tệp và thư mục. Chủ đề C, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Ở chủ đề này chỉ có một bài, bài 1, giới thiệu về mạng xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung kiểm tra của từng bài. Ở câu số 1, thiết bị vào ra là gì? Thiết bị vào ra là tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài. Câu số 2, các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh. Thì các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính bàn là bàn phím, chuột và màn hình. Các thiết bị vào ra cơ bản của máy tính xách tay là màn hình, bàn phím, tấm cảm ứng. Thiết bị vào ra cơ bản của điện thoại thông minh là màn hình cảm ứng. Câu số 3, sơ đồ cấu trúc chung của máy tính. Em sẽ nhớ các vị trí trong cái sơ đồ này thì gồm có vị trí của thiết bị vào, thiết bị ra, bộ nhớ ngoài, bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ trong. Nếu mà em nhớ sai vị trí thì em sẽ có thể bị mất điểm. Câu 4, một số thiết bị vào ra thường gặp. Ở câu này em sẽ phân biệt đâu là thiết bị vào, thiết bị ra và các thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra. Ở thiết bị vào em sẽ có chuột, bàn phím, tấm cảm ứng, micro, đầu đọc mã vạch. Ở thiết bị ra em sẽ có màn hình, máy chiếu, máy in và loa. Ở thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra em sẽ có màn hình cảm ứng, máy in đa năng. Câu số 5, một số cổng kết nối thường dùng. Ở đây có các cổng kết nối HDMI, VGA, USB, DVI, cổng Type-C và cổng Lightning. Câu 6, hệ điều hành. Câu này là các phát biểu liên quan đến hệ điều hành. Đầu tiên, hệ điều hành là một chương trình máy tính có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều khiển toàn bộ hoạt động của máy tính. Thứ hai, hệ điều hành cho phép sao lưu định kỳ. Thứ ba, hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus thông qua trung tâm an ninh mạng là Windows Defender. Thứ tư, để máy tính được an toàn, ta cần phải cài đặt phần mềm diệt virus. Thứ sáu, một số hệ điều hành thường gặp. Em sẽ có các hệ điều hành Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Câu 7, phần mềm ứng dụng. Phần mềm ứng dụng là những chương trình máy tính cung cấp công cụ hỗ trợ con người xử lý công việc trên máy tính. Một số phần mềm ứng dụng thường gặp em sẽ có Google Chrome, Excel, PowerPoint, Word, v.v. Câu 8. Đây là các phát biểu về cửa sổ File Explorer. Đầu tiên, trình quản lý hệ thống tệp là một thành phần quan trọng của hệ điều hành. Trong Windows, trình quản lý hệ thống tệp là File Explorer. Cửa sổ File Explorer có 3 vùng chính: vùng nút lệnh, vùng điều hướng và vùng hiển thị nội dung. Câu 9. Thao tác thực hiện mở cửa sổ File Explorer. Em có 2 cách. Cách 1. Nhấn vào biểu tượng File Explorer trên thanh taskbar. Cách 2. Em sẽ nhấn vào tổ hợp phím Windows cộng E. Câu 10. Các công cụ Quick Access và thanh đường dẫn. Đầu tiên, công cụ Quick Access là công cụ có vị trí ở hình số 1 đang chỉ. Công cụ này dùng để hiển thị các tệp và thư mục đã được mở gần đây. Công cụ thứ hai là thanh đường dẫn, có vị trí số 2 như hình. Thanh đường dẫn này cho biết địa chỉ của tệp hoặc là thư mục.
Câu 11. Một số lệnh thao tác với tệp thư mục trên dải lệnh Home của cửa sổ File Browser trong Win 10. Ở câu này, em sẽ nhớ vị trí của các nút lệnh sao chép, dán, di chuyển, xóa, đổi tên và tạo thư mục mới. Em nhớ vị trí và hình của các nút lệnh này. Câu 12. Một số lệnh thao tác với tệp và thư mục trong bảng chọn khi nhấn chuột phải. Ở đây em sẽ nhớ tên tiếng Anh của những nút lệnh này. Cut là di chuyển, copy là sao chép, paste là dán, delete là xóa, rename là đổi tên. Câu 13. Tổ hợp phím để thao tác nhanh trong Windows. Em sẽ nhớ các tổ hợp phím này và chức năng tương ứng. Ctrl C là sao chép, Ctrl X là di chuyển, Ctrl V là dán, Ctrl N là tạo thêm cửa sổ mới. Windows E là mở cửa sổ File Browser. Windows S là mở tiện ích tìm kiếm. Windows Tab là mở danh sách tất cả các cửa sổ đang mở. Câu 14. Tạo thư mục mới. Để tạo thư mục mới, em nhấn chuột phải vào New và chọn Folder. Câu 15. Mạng xã hội. Mạng xã hội là một ứng dụng web kết nối các thành viên có cùng đặc điểm cá nhân như sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp hay lĩnh vực quan tâm. Một số mạng xã hội thường dùng hiện nay, em sẽ có Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Zalo và TikTok. Câu 16. Một số thao tác lỗi khi lắp ráp kết nối các thiết bị với nhau. Có 4 thao tác lỗi. Đầu tiên, chọn cắm sai cổng. Thứ hai, cắm dắt USB không đúng. Thứ ba, lắp pin không đúng chiều cho chuột không dây hoặc bàn phím không dây. Lựa chọn sai máy in. Câu 17. Một số chức năng của hệ điều hành. Hệ điều hành khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính. Hệ điều hành quản lý người dùng máy tính. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu. Câu 18. Chức năng cơ bản của mạng xã hội. Chức năng đầu tiên, tạo thông tin cá nhân. Thứ hai, thông báo về một số hoạt động sự kiện trên mạng hay ngoài đời. Thứ ba, bình luận. Thứ tư, gửi tin nhắn. Thứ năm, thực hiện cuộc gọi. Câu 19. Đặc điểm của mạng xã hội. Em có 4 đặc điểm. Mạng xã hội là ứng dụng trên Internet. Nội dung trên mạng xã hội là do người dùng tạo ra và chia sẻ dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Nội dung được đăng tải lên và được hiển thị ngay lập tức. Thứ ba, người dùng có thể tạo hồ sơ cá nhân, kết bạn trên mạng xã hội. Thứ tư, phát triển cộng đồng trên mạng xã hội bằng cách kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác. Phần nội dung ôn tập của chúng ta chỉ có 19 câu thôi, nên em cố gắng học bài, đặc biệt là các câu 16, 17, 18, 19. Đó là những câu lý thuyết, tự luận. Em phải học thuộc mới có thể làm bài được. Nội dung ôn tập kiểm tra giữa kỳ đến đây là kết thúc. Chúc các em thi tốt!